Laptop vừa là công cụ vừa là một người đồng hành tuyệt vời của các bạn tân sinh viên. Tuy nhiên làm sao để lựa chọn laptop cho đúng chuẩn với ngành học thì không phải ai cũng biết. Đừng lo, Laptop TCL sẽ tư vấn cho các bạn cách chọn laptop và top 5 chiếc laptop tốt nhất cho sinh viên dược. CPU Core i5 Gen 611, RAM 8/16GB SSD 128, 256GB màn hình Full HD. Sau đây là top 5 chiếc laptop tốt nhất cho sinh viên logistics đang sẵn hàng tại Laptop TCL. Vị trí đầu tiên là một chiếc laptop mới ra mắt trong năm 2021 của Dell. Dell Inspiron 3511 có cấu hình CPU i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB m2 NVMe, màn hình 15.6 FHD, VGA NVIDIA GeForce NX 3502GB. Dell Inspiron 3501, người anh em sinh đôi của Dell 3511, có cấu hình CPU i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB m2 NVMe, màn hình 15.6 FHD, VGA NVIDIA GeForce NX 3302GB. Tiếp theo là chiếc laptop tốt nhất trong tầm giá dưới 10 triệu, HP ProBook 650G3, cấu hình CPU i5-7200U hoặc 7440HQ, RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình 15.6 HD. Tiếp theo là vị trí số 3 là chiếc laptop HP Notebook 14S đến CG 2005 Tu, có cấu hình CPU i5-10210U, RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình 14 FHD. Tiếp tục là một chiếc laptop siêu phẩm của Dell là chiếc Dell XPS 9560 với cấu hình CPU i5-i7-7700HQ, RAM 8GB, SSD 256GB, VGA NVIDIA GTX 1050, màn hình 15.6, FHD 4K cảm ứng. Trong danh sách 5 chiếc laptop cho sinh viên kể trên, bạn ấn tượng với chiếc máy nào nhất? Để lại comment ở phía dưới cho chúng mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.